Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đồng hương. Mình ở Berryville, gần Winchester. Mình có vườn bắp. Bắp dẻo Việt Nam, giống Việt Nam đem qua luôn nha các bạn đồng hương ơi. Quý vị nào muốn dùng thì cứ alo cho mình là có. Đây là giống mình đem từ Việt Nam qua trồng. Năm nào đến mùa hè mình cũng trồng hết. Trái rất là to. Đây là sắp thu hoạch được rồi nha. Họ cũng rất là ngon. Đây, rất là ngon. Trái to lắm. Những cái trái to này là ngày mai mình sẽ thu hoạch. Tất cả trái to này ngày mai sẽ thu hoạch. Mình chia ra nhiều đợt trồng cho nên sẽ có nhiều đợt. Có rất là nhiều nha các quý vị đồng hương. Và còn bên đây nữa. Còn bên đây nữa. Nhiều lắm quý vị ơi. Bên đây thì khoảng 3 tuần nữa mới có thu quý vị ạ. Có một số mình trồng sớm thì có lẽ là cuối tuần này cũng có thu được. Nhưng mấy cái này thì cuối tuần này là thu rồi nè. Đây là bắp dẻo Việt Nam nhé. Giống Việt Nam đem qua trồng luôn. Không phải là giống Mỹ ở đây hoặc lai tạo gì hết.